hộp đựng bút của mình. Tại sao cuốn nhật ký của mình lại bị mở ra? Hãy tôn trọng quyền riêng tư. Con muốn nói chuyện với mẹ. Có phải là mẹ đã đọc nhật ký của con rồi đúng không? Ủa, con vẫn viết nhật ký mỗi ngày hả con? Ôi trời ơi, sao con không viết vào những ngày không có bài tập về nhà? Vậy là mẹ không đọc nó có đúng không? Tại sao con cứ quấy rầy trong khi mẹ đang rất cố gắng rửa cho xong đống chén dĩa này hả? Vậy thôi, không quấy rầy mẹ nữa. Thưa mẹ con đi học. Được rồi, hãy coi chừng xe đó. Vào ngày 17 tháng 5 thật trong xanh, nhưng tôi lại không may mắn. Nó không may mắn bởi vì tôi đã để cuốn sổ ghi chép của mình ở trên lớp và quên không mang nó về nhà. Thật là xui xẻo. Đừng có đụng vào. Chân bạn sẽ bị nhiễm trùng nếu bạn lấy tay sờ vào nó. Cảm ơn bạn. Không cần cảm ơn mình đâu. Lúc nào mình cũng có mang theo băng cá nhân bên mình mà. Nè, vì mình hay bị thương lắm. Trời ơi, Chadu bị thương hả? Sơn Min là lớp phó của lớp bên cạnh. Bạn ấy khá cao và rất dễ nhìn. Nhìn giống như là nam diễn viên rất thân thiện. Và mình nghe được hình như ba mẹ của bạn ấy là bác sĩ. Ba mẹ là bác sĩ. Mình nghĩ bạn ấy thật sự rất là tốt. Nhất định vào ngày mai mình sẽ đi gặp để cảm ơn bạn ấy. Ôi trời đất ơi, hôm nay cha đu bẩn gì vậy ta? Mình không nghĩ là nó có thời gian để gội đầu đâu. Trời ơi, con cái nhỏ của tôi. Trời ơi, tự nhiên khát nước quá. Khát nước quá. Nước đâu? Nóng quá trời à. Xong chưa cha đu? Nhanh lên, nhanh lên. Ngày hôm nay con có muốn mẹ tết tóc một bên cho con hay không hả con? Mẹ ơi, con sắp trễ giờ rồi, không có thời gian đâu. Được. Khoan đã cho mẹ một chút nha. Con sẽ nhìn đẹp hơn nếu như con mang đôi giày búp bê màu hồng này. Nếu con muốn gây ấn tượng tốt cho Sơn Minh thì con phải... Mẹ à, mẹ đã đọc những gì rồi? Sao mẹ biết tới Sơn Minh? Ủa, Sơn Minh, Sơn Minh là ai? Sơn Minh là ai vậy ta? Mẹ không biết. Đúng là con đã đoán không sai. Con đã cảm thấy hơi kỳ lạ khi học bàn của con tự nhiên mở ra. Con thật là sơ ý khi để nó ở trong ngăn bàn của mình. Ôi trời ơi, có chuyện gì với con vậy hả? Mẹ có làm gì đâu mà con lại la lớn tiếng như vậy. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau khi con đi học về. Mẹ lén đọc nhật ký của con làm con không vui chút nào. Rồi nó sẽ biết mình làm tất cả như vậy vì nó. Chadu à, bạn có muốn đi đến phòng vệ sinh không? Cũng được. Thiệt là thoải mái quá. Sao cặp của mình lại mở ra? Có chuyện gì vậy hả Chadu? Mất rồi, nhật ký của mình bị mất rồi. Rõ ràng là mình đã bỏ vào trong cặp mà. Vậy là tiêu rồi. Ngày 18 tháng 5 trời thật nhiều mây. Sau khi chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã đi tìm Sơn Minh. Và rồi mình cũng đã nhìn thấy Sơn Minh khi bạn ấy đang rửa tay sau giờ ăn trưa. Ủa, bạn đứng ở đây từ hồi nào vậy? Sơn Minh à, mình cảm ơn bạn về ngày hôm qua nha. Nhờ có bạn mà chân của mình không bị nhiễm trùng và nó cũng không còn đau nữa. Sơn Minh à, bạn đã rửa tay chưa vậy? Bạn lại quên đem khăn phải không? Cảm ơn nha. Mà hình như bạn tên là Chadu có đúng không? Bạn vừa mới nói gì vậy? Mình không nghe rõ gì hết. Không có gì hết. Mình chỉ muốn cảm ơn bạn chuyện hôm qua thôi. Minchi đang đi tìm bạn ở khắp nơi luôn đó. Sao bạn lại lang thang ở đây mà không vào lớp? Mẹ, mình không có đi lang thang à nha.
mình đã quên không rửa mặt vào buổi sáng rồi. Sang Mi nè, chúng ta vào lớp thôi. Mà cô bé đó là ai vậy hả? Tôi được nghe kể là ba mẹ của Sơn Minh và Trang Mi đã là bạn rất thân từ thời còn thơ ấu. Và họ có ý định cho con của họ kết hôn với nhau trong tương lai. Công nhận Trang Mi rất là xinh đẹp, nhưng mà bạn ấy có tính cách rất kiêu ngạo. Mình không biết Sơn Minh có thích bạn ấy hay không. Ôi con ơi, đừng có ngốc như vậy, không được bỏ cuộc mà. Ôi trời ơi, con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu. Tại sao mẹ lại có thể xâm phạm quyền riêng tư của con như vậy? Xâm phạm quyền riêng tư gì chứ, là do con không bảo vệ được nó thôi. Cái gì chứ, sao mẹ lại nói như vậy? Được rồi, con không phải là nạn nhân duy nhất ở đây. Thôi được rồi, con đem cất cuốn nhật ký đi. Cất đi, cất đi, cất đi, cất đi. Chắc là cha Đu đã đến trường đi học rồi. Ở đây, và có thể là ở đây. Thôi được rồi. Có vẻ như là mình không thể nào tìm thấy nó được nữa. Cha Đù đã giấu nó ở đâu vậy chứ? Hả? Không thể nào. Đây rồi. Ôi trời ơi, để xem chuyện gì đã diễn ra. Gì hả? Đây là sổ của mình mà. Trời, Cha Đu, còn dám vẽ hình vào đây. Ủa? Có khi nào Cha Đu đang giấu nó đó hay không? Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Ngày 19 tháng 5, trời rất mát mẻ. Tôi đã đi về nhà một mình bởi vì Minchi có tiết học piano ngoài giờ. Ủa? Chính là Sơn Minh. Quá, bạn ấy thật là khỏe và thân hình rất rắn chắc. Ủa, bạn ở đó từ hồi nào vậy? Mình chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Bạn có muốn thử không nè? Không cần đâu, mình không giỏi mấy trò này. Mình còn một lượt chơi nữa, bạn hãy thử đi, trò này vui lắm. Thôi, không cần thử đâu. Không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Hãy thử coi. Ôi trời đất ơi. Mình thật sự không giỏi mấy trò này đâu. Bạn vui tính thiệt á. Dáng của bạn đẹp lắm. Ôi trời ơi, sắp có chuyện không hay rồi. Nè Sang Min. Ủa, bạn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình đã đi tìm bạn ở khắp nơi đó. Bạn quên hôm nay là sinh nhật của mình sao? Gia đình mình đang đợi bạn tới giữ tiệc kìa. Còn bạn nữa, sao bữa nay lại đến đây vậy hả? Nè Cha Đu, mình không muốn thấy bạn ở gần Sang Min của mình đâu. Nè, bạn nói gì vậy hả? Mình chỉ vô tình gặp bạn ấy khi đi ngang qua đây thôi. Vậy thì tại sao bạn không tiếp tục đi hả? Mau đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta trở về nhà để thổi nến đó. Mình đã tặng quà cho bạn rồi, tại sao mình phải tới dự tiệc sinh nhật của bạn nữa? Bạn vừa nói gì? Hôm nay bạn hãy tự thổi nến đi nha, mình muốn được ở một mình thôi. Có phải vì bạn ấy không? Bạn nói gì? Có phải vì bạn ấy không? Gần đây bạn có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ. Mình nói vậy có gì sai sao? Nếu là mình sẽ thừa nhận làm vậy là không đúng. Thôi được rồi, mình sẽ nói bạn biết. Người mà mình thích chính là... Người mình thích chính là... Ôi trời ơi, gì vậy chứ? Tại sao lại kết thúc ở đây? Chà Đu đã sai sao? Vì sao? Ôi trời ơi, tò mò quá đi. Được rồi, nếu như cứ cố tình làm như vậy thì hãy cứ chờ mà xem. Được rồi, mẹ sẽ chấp nhận thử thách cuối cùng của con. Hả?
Ủa, con dám làm như vậy hả? Dù gì thì mẹ vẫn có thể vượt qua được mà con. Mình không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Trời cha đu, mẹ đã xong rồi. Hả? Thật xin lỗi, nhưng mẹ không thể bị trúng nữa đâu. Để mẹ xem cuối cùng thì anh chàng lớp phó đã lựa chọn ai đây. Thôi được rồi, mình sẽ nói bạn biết. Người mà mình thích chính là... không ai khác, đó chính là mẹ của mình. Mẹ. Theo nhân 4 rồi hả? Con mới là người phải xin lỗi. Trời, mẹ đã nói với con là không được đá banh ở trong sân bao nhiêu lần rồi hả? Trời, phải làm sao đây? Mẹ lấy cái gì bỏ vào súp bây giờ? Có gì đâu, ra chợ mua bột đậu nành là được rồi. Con nói sao hả? Cái này là do chính tay bà của con làm, sao có thể so sánh với mấy thứ bán ở ngoài chợ được? Con thật xin lỗi cơ mẹ, con mới là người làm bể đó. Con trèo lên trên đá bắt con chuồn chuồn, còn chị cha đu vừa mới đi đá banh bên ngoài về. Sao? Con nhớ phải cẩn thận chứ. Con bị thương ở chỗ nào không? Để mẹ kiểm tra coi nè. Thiệt là không công bằng mà. Cái này Cha Đu à. Cái này Cha Đu à. Chuyện gì vậy hả mẹ? Cái này Người đó là bài tập vẽ của chị mà. Sao em dám lấy ra và phá như vậy? Đồ đạc của mình thì phải lo mà giữ chứ. Tại sao con lại la em như vậy hả? Còn đứng ở đó nói không lo dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho mẹ. Con không chịu. Em làm dơ mà sao con phải dọn chứ? Mẹ phải nói em dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Hả? Sao con muốn dọn không? Ngồi yên, ngồi yên nè. Hoàng tử của mẹ. Cha Đu à, đi ra siêu thị mua cho mẹ ít đậu hũ đi con. Sao mẹ cứ sai con hoài vậy? Hiện giờ Mimi không có làm cái gì hết kìa. Như chi à? Sao cuộc đời này lại bớt công vậy? Dù xảy ra chiến tranh hay động đất, chắc mẹ cũng đều đổ lỗi cho mình hết đó. Đừng nói như vậy mà, vô nên đi cha đô à. Mình nghĩ là do mẹ bạn đã tin tưởng rất nhiều ở bạn, vì bạn là chị lớn ở trong nhà đó mà. Tin tưởng gì mình là chị lớn hả? Bạn không nghe mình nói gì hay sao? Dù là lỗi của Mimi hay ba Bi đi chăng nữa thì mẹ cũng vẫn la mình hết, không hề có chuyện tin tưởng mình giống như bạn nói đâu nha. Nhưng dù sao làm chị lớn cũng có nhiều điều hay chứ bộ. Bạn thử đưa ví dụ coi. Thường thì chị lớn sẽ luôn được ba mẹ mua cho nhiều quần áo mới nè. Còn các em phải mặc lại quần áo cũ của chị để lại. Sao? Ý bạn là như vậy hả? Các con ơi, mẹ mua quần áo mới cho các con nè. Đây là dịp đặc biệt cho nên mẹ mua quần áo mới. Các con nhớ phải giữ gìn cẩn thận. Dạ, con xin cảm ơn mẹ. Con xin cảm ơn mẹ. Mimi à, đưa đồ của em cho chị coi coi. Barbie cũng vậy nữa. Tại sao chị lại muốn coi? Sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Áo
áo của Mimi và đồ của Barbie đều có nhãn mác hết, nhưng cái áo của con lại không có. Như vậy là sao? Sao? Ôi trời ơi, con nói cái gì vậy chứ? Tất cả đều là quần áo mới hết. Vậy đây là gì? Quần áo của hai đứa đều có mùi hóa chất đặc trưng giống nhau từ nhà máy. Nhưng ngược lại, áo của con thì chỉ lại có mùi nước xả quần áo mà thôi. Trời ơi, con làm gì mà giống như thám tử vậy? Thôi được, đây là áo của con gái dì Jisoo đã mặc cũ rồi giờ cho con đó. Gì chứ? Vậy có nghĩa đây là đồ cũ rồi? Nếu là đồ cũ thì sao chứ hả? Con gái của dì Jisoo gìn giữ cẩn thận cho nên áo vẫn còn mới tinh. Hơn nữa mặc đồ cũ cũng là chuyện rất bình thường. Nhà mình đâu có nhiều tiền để mua đồ mới đâu. Con hãy nhìn coi, nhìn giống y chang như đồ mới. Có đúng không? Ôi trời đất ơi, nó bị rách rồi đây nè. Chanh đu à, mẹ giá lại cho con thì nó sẽ nhìn như mới. Không chịu đâu. Sao con cứ phải mặc đồ cũ hoài vậy? Còn mua cho Mimi thì mẹ mua toàn đồ mới. Trời đất ơi, giá như Mimi mặc lại được đồ cũ như con thì sẽ đỡ tốn tiền biết bao nhiêu. Nhưng mà thử hỏi, con có giữ lại được bộ quần áo nào lành lặn cho em của con đâu? Vì lúc đầu đồ của con cũng đã là đồ cũ rồi. Đó là lý do tủ đồ của mình lúc nào cũng toàn là quần áo cũ. Ôi trời ơi. Cha đu à. Vậy cũng chưa hết đâu. Đầu năm mới khi ba mẹ lì xì thì nói tụi mình vẫn còn là con nít. Nhưng khi tụi mình ăn pizza thì... Con cảm ơn mẹ. Được rồi, con trai ăn thêm đi con. Mẹ kỳ thiệt á. Ý của con là sao? Con định ăn miếng đó mà. Con làm chị lớn ở trong nhà nên còn phải nhường nhịn cho các em ăn nhiều hơn mới đúng chứ. Nhưng mà con cũng muốn ăn chứ bộ. Khi nhà mình ăn gà rán cũng y như vậy. Nè, của Mimi đây. Dạ. Cái chân mình cũng không được ăn nữa. Nhưng dù sao Mimi với Barbie thật sự vẫn còn nhỏ mà cha đu. Đúng là Mimi và Barbie vẫn còn nhỏ. Nhưng mình dù lớn hơn cũng chỉ mới học lớp 3 mà thôi. Mình không thể nào chịu đựng được nó. Thật là bất công. Nếu cứ để như vậy mình sẽ phát điên lên mất. Không lẽ nào điều đó là thật? Chứ mẹ không bao giờ đối xử với con như vậy hết. Mình cần phải về nhà hỏi cho rõ mới được. Nhưng chứ à, tạm biệt bạn nha. Tạm biệt nha cha đô à. Hả? Con có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của ba mẹ, nên hãy nói sự thật cho con biết đi. Không lẽ chỉ vì miếng pizza và gà rán mà con nói ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con hay sao? Bởi vì chẳng còn có lý do nào khác hợp lý hơn. Hiện giờ một nửa bộ não của con đang suy nghĩ giống như vậy đó. Và không phải là đã có bằng chứng rành rành rồi hay sao chứ? Không những chỉ là một miếng thịt gà mà là một cái chân gà con cũng không có để ăn. Trời. Thôi bây giờ mẹ đi rửa chén đây. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ không thể cứ như vậy mà không trả lời cho con biết. Con cứ ngồi yên đó và nói chuyện linh tinh đi. Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Có vẻ cha đu đã hiểu rõ mọi chuyện. Chúng ta nên nói rõ sự thật cho con bé biết, không nên che giấu nữa. Chuyện này là thật sao? Không được đâu mình à. Anh cứ nghĩ là chúng ta đã rất cẩn thận rồi. Ôi trời, cha đu đã phát hiện về chuyện pizza và gà rán rồi. Chúng ta đâu thể nào làm gì khác được. Ôi trời, thôi tùy anh, cứ làm mấy cái việc ngớ ngẩn đó đi. Có lẽ mẹ con chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Con hãy hiểu cho mẹ con. Dạ. Nếu như ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con, vậy thì ba mẹ ruột của con là ai? Và tại sao con lại sống ở đây chứ? Cha đu à, ba mẹ thật sự của con chính là... Dạ. Ba mẹ của con chính là... Chính là cây mận. Cách đây khoảng 10 năm, ba mẹ đã vô tình lượm được con và sau đó mang về nhà và nhận con làm con nuôi. Nhưng thật không may, khoảng 2 năm sau đó, trong một đêm mưa gió, cây mận bị bật gốc. Và... Ủa? Thiệt tình, sao ba không bao giờ nói chuyện nghiêm túc được hết vậy chứ? Tới giờ con mới biết hay sao hả? Con uống ít nước thôi, nếu không thì suốt cả đêm lại đi vệ sinh hoài đó, có biết hay không? Mẹ nói vậy vì không muốn cho con uống nước có đúng không? Được rồi, con sẽ uống hết nước luôn.
Ôi trời đất ơi, con đúng là hết thuốc chữa. Hả? Bà xã ơi, để anh nghe cho. Ôi trời ơi, ông này hiếm lắm mới vậy. Alo, tôi nghe đây. À, em trai đó hả? Ôi trời ơi, lâu lắm rồi không gặp em á. Em trai của anh gọi hả? À, hiện giờ em đang ở Hàn Quốc sao? À, được, được, được. À, hả? Chuyện gì vậy? Nếu như mình mà nhóm máu B thì mình đã biết liền rồi. Hả? Cái gì vậy chứ? Hình chụp của mẹ hồi lúc còn nhỏ nhìn giống mình như hai giọt nước luôn. Vậy còn nghi ngờ gì nữa? Chắc là do mình uống nhiều nước quá rồi. Ôi trời, lại như vậy nữa sao? Em đã nói với anh là không rồi. Em bình tĩnh đi, đừng có nóng nảy. Chúng ta cần phải nghĩ tới tương lai chứ. Ngay cả chuyện ngày mai như thế nào chúng ta còn không biết, nói gì tới tương lai xa xôi chứ. Vậy em nghĩ chuyện này anh vui lắm hay sao? Bản thân em cũng biết rõ là gửi cha đu sang bên đó sẽ tốt cho con bé thôi mà. Chúng ta sẽ phải cân nhắc thêm. Nhưng anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho con bé. Sao, em thấy anh nói đúng không hả? Em không biết đâu, em không dám quyết định đâu mà. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Hả? Ba mẹ tính gửi con đi đâu sao? Cha đu à. Đừng có lo lắng, chỉ là một cái mục lẹo thôi. Mẹ sẽ tống khứ nó đi chứ còn. Mẹ sẽ lấy cái đó đâm vào mắt con hả? Chỉ cần đưa tay ra thôi. Anh cần sợ lắm. Sự xuất hiện của bác sĩ cha. Làm như vậy thiệt sự là có tác dụng hả mẹ? Dĩ nhiên rồi. Nhưng chỉ mới là sơn móng thôi. Đưa mẹ cây nhíp. Đem cái này chôn ở trong giường, rồi dậm chân thật mạnh, sau đó xoay 3 vòng rồi đọc thiệt lớn câu: tiêu thì rất cay. Tiêu thì rất cay, tiêu thì rất cay, tiêu thì rất cay. Làm vậy là có thể hết thiệt tiêu sao? Rất cay. Mẹ ơi, con đau bụng. Vậy hả con? Con đau ở bụng trên hay là đau bụng dưới? Đau bụng trên hay đau bụng dưới có gì khác nhau không hả mẹ? Con thấy chỗ nào cũng đau hết. Mẹ ơi, mẹ hãy cho con một chút thuốc tiêu hóa đi. Mẹ à, con nghĩ là thằng bé chỉ đang giả bộ đau bụng thôi à. Không có đâu. Anh đau bụng quá à. Ôi trời ơi, chắc là khó tiêu rồi. Để mẹ thúc cho con nha. Đưa mẹ cây kim. Cột ngón cái. Con có còn đau không? Có cần mẹ làm ngón tay bên kia luôn hay không? Mẹ ơi, bụng con hết đau rồi nè. Ôi trời đất ơi, môi của anh bị nứt hết rồi kìa. Dùng cái này đi, nó chuyên trị cho trường hợp bị nứt môi đó. Mẹ ơi, cái lẹo biến mất rồi. Bây giờ con lại xinh đẹp như xưa rồi. Đôi môi nứt nẻ của ba cũng đã tốt lên rồi kìa. Khai thiệt đi Bao Bi à, mỗi hôm qua em giả bộ có đúng không? Em không biết, em không có. Tối qua bụng em rất đau nhưng giờ thì hết rồi. Chân của con bị trục rút hả? Meo meo meo. Wow.
đau quá đi. Trời ơi. Bạn đau bụng trên hay đau bụng dưới vậy? Bụng nào cũng đau hết, đau quá. Chandu à, tụi mình mau báo với cô giáo và đưa bạn ấy đến phòng y tế đi. Bây giờ đã trễ rồi, không còn thời gian nữa đâu. Hôm qua và hôm nay bạn đã ăn những gì? Mình đau sắp chết rồi nè. Gà rán, pizza, cơm cuộn, sushi, mì ramen, mì tương đen, sườn chua ngọt, mì ý, sườn cốt lết, khoai tây lát, bánh gạo cay, bánh rán, dồi lợn, mì nước, bánh su kem, bình su đậu đỏ, kem que, mì Hàn Quốc dồi lợn, sữa sô-cô-la, có nhiều đó thôi à. Bạn ấy đã nói dồi lợn tới 2 lần. Trời ơi, bộ mình đau à. Bộ bạn đã đi ăn buffet hả? Đó là những món mà mình thường ăn thôi mà. Chắc là ngon lắm ha. Ăn uống như một con heo vậy đó. Mình sắp chết rồi phải không? Với tình trạng này thì bạn sẽ bể bụng cho mà coi. Đừng mà. Nhưng nếu như bạn làm theo lời của mình thì sẽ không sao. Nè, bạn hãy vô nhà vệ sinh đi, khẩn trương lên. Và khi bạn đi ra thì tắm mũi giống như vậy và đọc câu tiêu thì rất cay. Tiêu thì rất cay, tiêu thì rất cay. Dịu thiệt á, bụng của mình hết đau rồi. Chandu đã cứu được Đơn Đơn thành công rồi. Chandu à, cảm ơn bạn. Mình đã đối xử không tốt với bạn, nhưng bạn lại cứu mạng của mình. Là một bác sĩ thực thụ sẽ không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân nào hết. Các bạn đi đâu á? Trường mình có một bác sĩ thần diệu lắm, nghe nói cô ấy có thể chữa bất cứ bệnh nào. Nhưng bác sĩ đó là ai? Đó chính là bác sĩ Cha. Nè nè, các bạn trật tự đi, không được chen lấn đó nha. Cứ mỗi lần nhìn thấy bạn là tim của mình bắt đầu đập thình thịch luôn. Mình bị làm sao vậy? À, bây giờ tim của mình như muốn nổ tung luôn. Uống sữa xong rồi thì đi ngủ đi. Xin mời bệnh nhân tiếp theo. Cảm ơn bạn nhiều. Hay, không cần phải cảm ơn mình đâu. Mình không thích nên mới đưa nó cho bạn đó. Mau nói đi, vấn đề của bạn là gì đây? Hả? Bạn có triệu chứng giống y hệt Sơn Hôn luôn. Vậy chứ, sao mình lại có cùng triệu chứng như Sơn Hôn được? Đây nè. Nó là gì vậy? Là thuốc chứ còn gì nữa. Cái mùi ghê quá. Trông mặt quá đi. Đau quá cái đầu gối. Má, ông ba làm sao vậy? Ôi trời ơi, anh phải cẩn thận hơn chứ. Cùng rửa vết thương mình để đây đâu mất tiêu rồi. Không sao, lấy phân chó dùng thay cũng được. Hả? Mình phải ghi chú lại, phân chó cũng là một phương thuốc. Hôm nay có ai bị bệnh gì không? Hả? Mình đã tìm thấy đối tượng rồi. Xin chào, hôm nay bạn có cảm thấy ổn hay không? Ngoại trừ căn bệnh ngày càng xinh đẹp thì mình rất ổn. À, với chuyên môn của một bác sĩ thì mình có thể nói là bạn đang ở giai đoạn 4 của bệnh công chúa. Bạn không thấy da của bạn nhìn hơi xám màu hay sao hả? Có thật không? Đúng là hơi xám thiệt á. Thấy chưa? Đó chính là triệu chứng của giai đoạn 4 căn bệnh công chúa. Và khi bước vào giai đoạn 5, mặt của bạn sẽ bị biến dạng và chuyển thành bà phù thủy già. Mình phải làm sao? Nói cho mình biết đi, có cách nào để chữa? Hiện tại vẫn chưa có cách gì, nhưng đã được triển khai nghiên cứu rồi. Hình như có một cách đó. Theo tương truyền thì đây là một phương thuốc có thể trị bách bệnh. Phân chó có thể thay thế được. Phân chó có thể thay thế được. Phân chó có thể thay thế được. Không cần phải lo lắm đâu. Cho mình một ngày là được rồi. Mình sẽ đưa ra phương thuốc đặc biệt cho bạn. Thật sự chúng ta phải làm chuyện này á hả? Đúng là có hơi phiền phức, nhưng mà bạn ấy là bệnh nhân của mình. Mà bác sĩ thì không được phép bỏ mặc bệnh nhân của họ. Đã có thuốc thần kỳ. Bạn định làm gì với cái này hả? Đây chính là thuốc dùng để chữa bệnh công chúa cho anh. Cái gì? Bạn nói đây là thuốc á hả?
có hiệu quả hay không. Mặc dù các nhà khoa học đã phát hiện kháng sinh có từ nấm nhưng mà... Mẹ lại đang làm gì nữa vậy? Mình đang xử lý chúng với âm nhạc và tình yêu để chúng đạt được hiệu quả cao nhất. Nhưng chúng không phải thực vật, cần gì âm nhạc chứ. Ai đang thổi sáo vậy? Muốn kéo rắn vô nhà hay sao? Phần chó chữa bệnh gì? Phần chó... Không có phương thuốc nào làm từ phần chó hết. Cuối cùng cũng xong rồi. Đây chính là thuốc của bạn đó anh ơi. Cảm ơn bạn Shadow. Có thật là nếu dùng cái này mình có thể chữa được làn da xinh đẹp của mình không? Tất nhiên rồi, mình là người thầy thuốc, không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân. Không xong rồi, không xong rồi. Bạn đừng đưa thứ đó cho anh hơn mà cho đâu. Đừng giận mà Chadu, mình đã kiểm tra bách khoa toàn thư nhưng không có phương thuốc nào làm từ phân chó. Thôi quên đi, bạn cứ về làm bạn với bách khoa toàn thư đi. Chadu à, mình nghĩ bọn chúng đi theo bạn đó. Có lẽ chúng ngửi được mùi phân chó trên người của bạn. Mẹ ơi! Ôi trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jen à, đã nói bạn phải cẩn thận, anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình với. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình. Tom, mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jen, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên là một tấm gương tốt mới đúng chứ. Hãy
Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy. Mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Nó ở đây. Cuốn tạp chí mà cậu đã mang tới khi ghé qua nhà mình chơi. Mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi. Không giống với người bình thường, người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Cố lên. Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minji luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây. Trong đợt kiểm tra cuối kỳ này, bạn Minji lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp. Lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minji thật sự rất đáng ngờ. Shadow à. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy, mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh. Di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Shadow à, bạn làm cái gì vậy? Sao bạn không tránh đi chứ? Sao chứ? Bạn đổ nước bất ngờ thì làm sao mà mình tránh được? Nếu như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Hả? Người ngoài hành tinh. Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Shadow à, nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Ha, đúng như vậy ha. Minji à, cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy, em ăn luôn phần của chị á. Thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy, nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Hả? Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên, Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm. Không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cái Mimi à. Tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Đừng đây, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à, em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha, có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả?
gì chị không chịu làm chứ gì. Được thôi. Chị sẽ làm liền mà. Chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy làm sao là người ngoài hành tinh được chứ. Mẹ về rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? À, đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ. Chính xác, mẹ có một sức mạnh siêu nhiên. Thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà. Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Yeah! Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoài hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu. Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Gì vậy? Mẹ mình đã đánh mình một trận luôn. Đúng vậy, mẹ bạn thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại. Ủa? Mình đã hiểu rồi, người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên tivi mà thôi. Time.